Hi, xin chào các bạn, và mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là hai cái chiếc xe GLC, GLC 200 Formatic cũng như là GLC 300. Đây là mẫu xe có thể nói là bán chạy nhất của gia đình Mercedes-Benz. Đó, cũng như là hai chiếc xe này của chúng ta đang có giá bán là chênh lệch nhau khoảng tầm 500 triệu đồng. Thì chắc chắn có rất là nhiều các anh chị các bạn sẽ thắc mắc là hai cái chiếc xe này nó giống và khác nhau như thế nào, và chiếc xe nào có thể là hợp lý với mình hơn ha. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ hai cái chiếc xe này xem giống và khác nhau như thế nào. Ok, mời các bạn. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là GLC 300 cho được trang bị cái body kit của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy là phần cản dưới của chúng ta có những cái chi tiết góc cạnh hơn so với đại xe GLC 200 Formatic ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là lưới tản nhiệt của GLC 300 thì được thiết kế là những ngôi sao Mercedes-Benz ha, cũng như là GLC 200 Formatic thì lưới tản nhiệt ha là một cái thanh nan cũng như là những cái thanh sọc đứng như thế này. À, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở phía trước cái đầu xe của chiếc xe GLC 300 do được trang bị cái camera 360 độ, cho nên là chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái camera nè. Tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy là logo ở phía trước của xe GLC 300 thì đây là một logo phẳng giống như một mặt kính, bởi vì bên trong này được trang bị những cái radar để chúng ta sử dụng cái tính năng là Disconnect, tính năng mà giữ khoảng cách. Nhưng trên chiếc xe GLC 200 Formatic thì chúng ta lại thấy là cái logo nổi ha. À, logo nổi nó sẽ khác nhau ở một điểm như thế này, bởi vì là công nghệ thôi các bạn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cụm đèn pha của xe GLC 300 thì được trang bị cụm đèn Digital Light. Đây có thể nói là cụm đèn thông minh tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz. Bên cạnh đó thì GLC 200 được trang bị đèn LED High Performance. Thực sự các bạn, nếu mà chúng ta di chuyển trong những cái đoạn đường có nhiều ánh sáng đèn đường hoặc là đường trong đô thị, chỉ cần là đèn LED High Performance trên chiếc xe GLC 200 Formatic này là đủ rồi. Đó, và GLC 300 của chúng ta thì chỉ khoát quy trong những trường hợp mà chúng ta đi trên đường cao tốc hoặc là những cái đoạn đường không có ánh sáng đèn đường thì cái đèn pha của chúng ta nó mới phát huy tác dụng các bạn ha. Bây giờ tiếp theo nữa thì Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông của hai chiếc xe này. Thì chúng ta sẽ thấy là hai cái bộ mâm của hai chiếc xe nó cũng sẽ khác nhau một chút xíu các bạn. Cũng là những cái thiết kế là những cái mâm rất là nhiều nan. Đó, nhưng mà cái chiếc xe GLC 300 thì được trang bị cái kích thước lớp là 255/45R20. Bên cạnh đó thì xe GLC 200 Formatic của chúng ta thì được trang bị cái lớp xe là 235/55R19. Có nghĩa là mâm của chúng ta là mâm 19 inch, nó sẽ khác một chút xíu ha. Mâm này sẽ lớn hơn một chút xíu các bạn nha. À, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn sâu vào bên trong cái bộ mâm này thì chúng ta sẽ thấy là GLC 300 được trang bị một cái cụm phanh rất là to và có chữ Mercedes-Benz, cũng như là đi kèm với lại cái đĩa phanh to có đục lỗ. Thì GLC 200 của chúng ta thì chỉ được trang bị một cái cụm phanh tiêu chuẩn thôi các bạn, và một cái đĩa phanh tiêu chuẩn thôi ha. Đây là một cái chi tiết cũng sẽ khác nhau. Khi mà Duy mở cửa ra thì các bạn sẽ thấy ha, có một cái logo Mercedes-Benz được phát sáng ở dưới ha, chứng tỏ là xe của chúng ta có một cái máy chiếu nằm ở đây nè các bạn. Cả hai chiếc xe của chúng ta đều có ha, giống nhau nè ở chi tiết này. Về phần đuôi xe của hai chiếc xe GLC 200 Formatic và GLC 300 thì chúng ta thấy là rất là giống nhau luôn các bạn. Nó sẽ gần như là rất là khó để chúng ta phát hiện ra chiếc xe nào là GLC 300 ha. Chỉ có một cái điểm nhỏ các bạn là xe GLC 300 của chúng ta do được trang bị cái body kit của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy ở khu vực này cái cản xe cũng ta có một cái chi tiết cắt nè. À, chỗ này ha. Ngoài ra thì còn lại thì sẽ rất là giống nhau. Đó, cụm đèn ở phía sau thì được tách đôi ra các bạn, với cái ánh sáng nó rất là sáng luôn. Khi mà chúng ta đi nhìn từ phía sau các bạn vào ban đêm thì chúng ta thấy là cụm đèn này nó rất là nổi bật luôn, và hai cụm đèn này nó được nối với nhau bởi một cái thanh này ở giữa ha. À, nhìn nó cũng rất là cá tính các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là khu vực kính sau của GLC 200 cũng như là GLC 300 của chúng ta thì đều được trang bị cái kính tối màu ha. Đó, cách nhiệt khi mà chúng ta nhìn ở phía sau này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tối màu hơn khu vực ở phía trước ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mở cái cốp lên cho các bạn xem. Thì đi kèm với lại chiếc xe của chúng ta thì chúng ta sẽ có là một cái bộ thảm của AMG ha, một cái thảm ở kết cốp ở phía sau nè, sách hướng dẫn sử dụng cũng như là túi y tế. Ngoài ra thì ở bên dưới cái cốp này của chúng ta thì chúng ta còn có là bánh xe dự phòng ha, con đội cũng như là những cái thiết bị để chúng ta thay cái lớp xe, nó sẽ nằm ở khu vực dưới đây. À, ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía trước để chúng ta cùng xem nội thất. Ở bên trong nội thất của hai cái chiếc xe này nó sẽ giống nhau và nó khác nhau như thế nào nha. Trước khi đi vào bên trong khoang nội thất của hai cái chiếc xe này các bạn, thì còn một cái điểm nữa là kính phía trước của chiếc xe GLC 300 thì được trang bị kính cách âm là kính hai lớp các bạn nha. Nhưng bên cạnh đó thì GLC 200 Formatic của chúng ta thì trang bị là kính một lớp thôi ha. Đây cũng là một cái chi tiết mà chị thấy là có rất là nhiều các chị khách hàng quan tâm đến cái chiếc xe GLC 300 này.
Ok, mời các bạn. Hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe GLC 300. Thì chúng ta thấy một cái nội thất nó rất là đẹp các bạn ha. Đó, bởi vì buổi tối nữa cho nên là những cái đèn viền, xung quanh của chiếc xe này nó hiện lên ha, nhìn nó rất là tuyệt vời. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy nè, cái nội thất của chiếc xe GLC 300 nó cũng rất là khác so với là GLC 200. Có rất là nhiều những chi tiết luôn các bạn. Chẳng hạn như là ghế da của chúng ta thì được trang bị bằng chất liệu da thật. Bên cạnh đó thì GLC 200 Formatic thì được trang bị bằng ghế da Artico hay còn gọi là da nhân tạo ha. Ở khu vực táp lô này các bạn thì GLC 300 của chúng ta được ốp bằng một chất liệu nó gọi là sợi kim loại ha, rất là giống như sợi carbon. Nhưng đến với trên chiếc xe GLC 200 Formatic thì được trang bị bằng chất liệu gỗ màu đen và có những cái vân sọc ha. Đó. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy khu vực màn hình này của hai cái chiếc xe đều là giống nhau. Nhưng GLC 300 của chúng ta thì được trang bị hệ thống âm thanh vòm Boommaster 3D 15 loa công suất là 710W. Bên cạnh đó thì GLC 200 Formatic của chúng ta thì được trang bị hệ thống âm thanh tiêu chuẩn ha. Đó, đây là một cái chi tiết mà cũng có rất là nhiều những anh chị nè quan tâm quyết định là chọn GLC 200 hay là GLC 300 Formatic ha, bởi vì hệ thống loa ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở cái khu vực này trên táp lô, GLC 300 được trang bị cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió Head-up display. Đây là một cái tính năng vừa được trang bị trên cái dòng xe GLC 300 kể từ tháng 6 ha, kể từ tháng 6 tới bây giờ các bạn ha. Trên bên cạnh đó thì GLC 200 Formatic của chúng ta thì không được trang bị cái tính năng hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là GLC 300 thì được trang bị cái cửa sổ trời toàn phần nè. Đó thì các bạn biết rồi ha, ưu nhược điểm của cửa sổ trời này là như thế nào rồi. Thật sự là đối với cái tính năng cửa sổ trời toàn phần này ở Việt Nam mình chỉ thấy là cũng không có nhiều các anh chị quá quan tâm đâu. Nhưng mà trên những cái mẫu xe thật sự rất là cao cấp bên Di các bạn mới có trang bị cái cửa sổ trời toàn phần như thế này. Thường là những cái mẫu xe ở cuối bảng ha. Hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe GLC 200 Formatic. Các bạn sẽ thấy là vô lăng của GLC 200 của chúng ta thì được trang bị bằng cái vô lăng tròn, vô lăng đa chức năng cũng như là bọc da. Đó, bên cạnh đó thì GLC 300 của chúng ta thì được trang bị cái vô lăng AMG, vô lăng đáy bằng và có rất là nhiều những cái gấp khúc ha. GLC 300 của chúng ta thì được trang bị một cái gói hỗ trợ lái có thể nói gọi là đầy đủ nhất, còn gọi là gói B20. Đó thì gói B20 của chúng ta bao gồm là tính năng đề phòng va chạm chủ động nè, hệ thống cảnh báo điểm mù chủ động nè, hệ thống cảnh báo lệch làn đường chủ động nè, cũng như một cái tính năng nữa đó là tính năng Disjunct, tính năng giữ khoảng cách. Thì với bốn cái tính năng này trên cái gói B20 thì nó sẽ giúp cho người lái của chúng ta rất là nhàn khi mà chúng ta lái trên những cái đoạn đường cao tốc hoặc là những cái đoạn đường trường các bạn nha. Đó, tiếp theo thì bên cạnh đó thì GLC 200 Formatic của chúng ta thì không được trang bị cái gói B20 nhưng vẫn được trang bị cái hệ thống đề phòng va chạm nè, hệ thống cảnh báo điểm mù cũng như là hệ thống cảnh báo lệch làn đường ha. Nó chỉ thiếu so với lại cái GLC 300 là tính năng Disjunct hay còn gọi là tính năng giữ khoảng cách thôi. Một điểm nữa thì GLC 300 của chúng ta do được trang bị cái camera 360 độ thế hệ mới cho nên xe của chúng ta còn có một cái tính năng nữa, đó là tính năng camera 360 độ dạng 3D giúp cho chúng ta quan sát trong những trường hợp mà khi chúng ta cần quan sát ở mỗi cái góc độ của chiếc xe thì rất là tiện dụng ha. Đó, ngoài ra thì ngoài cái tính năng camera 360 độ thì các chiếc xe GLC 300 còn một tính năng nữa đó là cabo trong suốt. Khi mà chúng ta chạy cái chiếc xe GLC các bạn thì những cái vật cản gì đó, những cái chướng ngại vật gì đó nó nằm ở dưới cái đường mặt đường hoặc là ở phía trước đầu xe của chúng ta thì chiếc xe GLC 300 này nó cũng sẽ báo cho chúng ta ngay trên cái khu vực màn hình này luôn ha. Đây là một cái tính năng mà chỉ có trên những cái mẫu xe GLC 300 và hầu như là trên những cái dòng xe khác ha, những cái dòng xe đối thủ cũng không có cái tính năng này. Đó, đây là một cái điểm vượt trội trên cái chiếc xe GLC 300. Một cái điểm nữa các bạn là có rất là nhiều những anh chị khách hàng không có để ý, đó là khu vực táp lô cũng như là táp bi cửa của cái chiếc xe GLC 300 thì được trang bị bằng một cái chất liệu là da Artico. Nhưng mà chúng ta nhìn nó rất là giống như là da Nappa cho nên là Mercedes-Benz nói đây là da Nappa Look. Đó có nghĩa là cảm giác nhìn nó giống như da Nappa các bạn, cho một cái cảm giác nó là rất là sang ha. Bên cạnh đó thì xe GLC 200 Formatic của chúng ta ở khu vực táp lô cũng như là táp bi cửa được trang bị bằng một chất liệu gọi là nhựa mềm cao cấp các bạn ha. Đó, sẽ khác một chút xíu ở khu vực này.
Hiện tại bây giờ Di đang ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe GLC 300, một cái cảm giác rất là rộng rãi và rất là thoải mái ha. Các bạn thấy chân của Di còn rất là cách xa so với cái ghế cũng như là phần đầu ha. Đó, ngoài ra thì GLC 300 hoặc là GLC 200 Formatic của chúng ta thì được trang bị cái khe gió máy lạnh ha, và chúng ta sẽ không có chỉnh nhiệt độ ở khu vực này. Cả hai chiếc xe của chúng ta đều là giống nhau. Ở khu vực này thì chúng ta có một cái bệ để chúng ta tựa tay nè. Đó, ngoài ra thì chúng ta còn được trang bị ha hai cái chỗ để chúng ta để hai cái chai nước. Và đây là động cơ của chiếc xe GLC 200 Formatic và GLC 300. Cả hai chiếc xe của chúng ta đều được trang bị một cái khối động cơ 2.0 lít, nhưng nhà sản xuất cố tình làm chênh lệch công suất cũng như là sức mạnh của hai chiếc xe này nó khác nhau một chút xíu ha. GLC 200 Formatic thì cho công suất lên đến là 204 mã lực và moment xoắn là 320 Nm. Bên cạnh đó thì GLC 300 của chúng ta được trang bị cái công suất là 258 mã lực và moment xoắn là 400 Nm và sử dụng cái công nghệ là mild hybrid. Đó có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng một cái motor điện 48V để bổ trợ thêm cho cái phần động cơ này, giúp cho việc chúng ta khởi động động cơ nó sẽ nhẹ nhàng, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều so với lại động cơ xăng truyền thống ha. Như các bạn đã biết thì hiện tại chính phủ của chúng ta đang hỗ trợ 50% thuế trước bạ cho những cái mẫu xe lắp ráp trong nước. Đó, bên cạnh đó thì trong tháng 9 này bên Di còn hỗ trợ luôn 50% thuế trước bạ còn lại cho những xe GLC 200 Formatic cũng như là GLC 300. Có thể nói trong tháng 9 này đây là cái thời điểm tốt nhất để các anh chị và các bạn sở hữu cái chiếc xe GLC gọi là tốt nhất trong năm luôn. Để biết thêm chi tiết về hai cái mẫu xe GLC 200 Formatic cũng như là GLC 300 thì quý anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.